những cái sự rất là phù hợp với con, rất là tuyệt vời. Con muốn được nghe sớm hơn để giúp tôi giao học nghề con. Kiến thức thì rất là đầy đủ và bác sĩ rất là dễ thương, dạy tụi con rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay trường Trung học Phổ thông Gia Định rất là vinh dự được đón tiếp các bác sĩ từ Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã tới đây để hướng dẫn cho các em học sinh một chuyên đề vô cùng thiết thực và ý nghĩa, đó là chăm sóc da tuổi dậy thì. Với chuyên đề này đã hỗ trợ các em để có các cái cách phòng và cũng như là làm sao để các em sẽ có một cái làn da khỏe đẹp, và những chuyên đề này tôi nghĩ rằng vô cùng thiết thực và ý nghĩa đối với các em. Khi biết được cách để chăm sóc da đúng cách đúng hơn thì em cũng đã tự tin hơn về cách chăm sóc da của bản thân mình để mình có một cái làn da tốt hơn. Những buổi thuyết trình như thế này thì em cảm thấy nó rất là cần thiết cho những cái lứa học sinh mà từ cấp 2, cấp 3 trở lên, tại vì đây là khoảng thời gian mà các bạn đã nhận thức được rồi, bạn đã biết được là da mình cần những gì rồi, cho nên là em nghĩ là hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều những buổi như thế này xảy ra hơn.